Hi, welcome back to my channel, Stars Kerego. Okay, và từ kênh đầu tiên, Beat to meet you. I can finally get out of this place. I need to find help. Okay, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái đầu tiên. Truyền quét internet. Let's go. Quack, 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 quack.
Okay, let's go over how many sets on the game to chill. But master. Shot. Ow!
Let go. Chớp ấn nút nhảy bên kia rồi mà lại ngược lại ảo thuật. Ok. Lý do là gì? Nhảy quá vừa rồi nó chuẩn được cái gì nữa? What? Lại nào. 2 2 2 1 1. Ok. Okay, let's go.
Tell me your, I'll get it go. Let go, baby. Thank you.
A visitor. Let go. Okay. Listen. Crystal Stas. Hello, level. Okay, let go. Thank you.
Okay, for the good show. Zombie. Let go. Bye.
Let go. Frank told Buddy. Good luck, Frank. New bridge. Okay. What's on Hannah? Oh my god. Cũng bắt đầu thoát khỏi mình rồi. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái đối theo Vince Anigan. Tiếp tục là ok, let's go. Thank you.
giật luôn. Oh, all the hard work in one picture. Wow. You know, okay, let go. Ở đây mình đang tìm đối thủ, ok, đã đủ những đối thủ rồi. Oh my god, bốc bài rồi. Skip. Skip. Red. That'll teach you. Draw four. Draw two. Reverse. Reverse. Uno. Thank you.
super duper. Okay, let's go. Okay, let's go. Off the night game. Cái này các bạn sẽ phải đổ nước làm sao để chuẩn luôn. Không được, nếu mà như vậy thì đánh ngay. Oh my god. Cam đỏ à, đây rồi. Xanh đi rồi. Oh my god, cái này còn lượng này vẫn còn. Oh my god, lại là không được, đi ngay.
Okay, but I'm in searching something to tell. 106. Bơm à? Ổ điện. Và tiếp tục mình sẽ chuyển sang the game tiếp theo. Thank you.
Let's go, free fries. Okay. Ở trong tựa game này thì các bạn sẽ phải cố gắng sống sót lâu nhất có thể. Hoặc là có thể các bạn sẽ phải tiêu diệt hết để sống sót mọi người cuối cùng. Thì đó thì các bạn sẽ đọc rất nhiều. Yeah. Rất nhiều tiền bạc. Battle Royale. Battle. Đây là một thành phố khá là rộng lớn.
Mình vẫn chưa tìm thấy một ai luôn. Oh my god, khá là ảo. Không biết những anh chàng đó nhảy đi đường nào. Thì các bạn ở đây, các bạn sẽ xung quanh và tìm kiếm tiêu diệt. Khi mà ở đây đâu, quanh một lỗ tròn, từ đó thì các bạn sẽ tiêu diệt. Và cuối cùng thì các bạn sẽ trụ lại người cuối cùng để hoàn thành cái này. Ok, rồi.